xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Anh đem mẹ ruột anh ra đâu, anh đem mẹ ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi. Anh đem cha ruột anh ra tốt, anh đem cha ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Anh đem mẹ ruột anh ra đâu, anh đem mẹ ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi. Anh đem cha ruột anh ra tốt, anh đem cha ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dần sẽ tha chúng mày. Chó phơi sáng trong cái lăng Ba Đình, chó hồ phơi tay trong đó gây biết bao đớn đau lòng than. Chó hồ sanh ra quân cán bộ lũ giặc nô hôi tan khốn nạn, một đàn con quân sát nhân quân hồ ly. Giặc nô mang đến đau khổ cho đời, giặc nô mang đến cay đắng cho người, bao người chê bao người khinh. Làng trên sông dưới ai cũng căm hờn, bà con cô bác ai cũng mong chờ pha cho tàn cái lăng thằng hồ. Xác hồ dẫm ô gian ác đang thối trong cái lăng Ba Đình, khiến đời vẫn luôn u tối, dân sống không ấm no tự do. Bởi vì quân hung nô chó hồ khiến người dân luôn luôn đói nghèo, lòng người dân bao oán thàn đang tràn dơ. Thằng con hoang quái thay ấy tên hồ, làm cho dân đói dân oán dân hờn, dân hờn căm dân vùng lên. Cùng nhau dân phá tan nát Ba Đình, cùng nhau dân đốt tiêu xác tên hồ, đốt cho tiêu cái thay thằng. Tiêu cái thay thành hồ.
tiêu cái thay thằng hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa và cờ bóng.